Nắm lên, nắm lên coi coi bự không? Thằng này hai con rồi nè. Chưa thấy nè. Bự à. Được không? Wow, từ từ nó xanh, don't scare. Dở lên nó xanh, dở giật lên đó con nó sợ đó con. Khoan nha, khoan nha. Ok, it's ok, keep going. Lấy ngay rồi. Oh, bự luôn á. Xuống cái hoài, hoài xuống cái kìa. Oh, go under, Jason, go under. I hold you, come on, you got it. Oh, wow! Yo! Lên câu ra. Còn những cái bếp rồi. Đây ly cốt nha, người đừng con. Wow, cái này không thể nào. Đây. À, này hai con nè. One blue, one regular. Nice one. Nó đang sâu luôn á. Vậy cái này sao dục chưa? Nhưng mà nãy nhìn thấy nguy hiểm. Yo, you do you see the dragon? Con nào nhảy ra ngoài không? Good job, Lyndon. My hand is numb. That's huge, that's huge. Rob. Nè, con đầu tiên. Con đầu tiên. Con đầu tiên, baby qua thả. Qua thả. Vô đó. Bự luôn á. Nè, chụp ra, chụp ra. Em quay á. Rồi. Bỏ nè, bỏ đi, thả đi. Thả, nói nhỏ thả nha mọi người. Phải nửa mét trở lên mới được. Bự không? À, nhỏ này dính nữa nè. Con thứ ba nè. Wow, con này bự đủ size nè. Ê Sen.
đem vô đây nè, đem vô tàu đi, dỡ lên, dỡ coi coi. Dỡ lên. Bữa nay sát cá quá ta. Like put your head down. Go with your face. You're out of here. Yeah. Yeah, Linden. Jalea's cooking, bro. À, anh Đức mới dính cá mú nè. Đó. Đây nè. Đây. Chưa xong nữa chứ. Tìm sao ta thiệt. Đây, thả một con. Vô, vô. Nghe ổ rồi. Nói không vậy ai? Nhớ Thảo nha. Wow. Rồi cái này là đúng sai luôn nè. Wow. Yeah. Bấm định vị lại nha. Ồ, oh, nó ăn mấy cá khác nha. Nó ăn mấy cá khác nha. Nói nha. Chắc là như con mồi hai chạy ngang cá. Nó lẽ nó ăn cá kia. Đâu coi coi có dãnh bé tí tí. Thả nó đi con. Thì có cá đâu, có cá nè. Con nó bự á. Bự, cá nó bự. Bự hay sao? Ừ. Thôi chịu ai quen thấy không nặng bằng cá hồi nãy. Cái này là dư sai luôn. Càng đo sai luôn. Dư luôn. Con dây nó chứ. Mồi này thơm đó, mồi này thơm đó. Cái màu xanh nó phái hơn ha. Coi bên chú Hoài á, coi bên thùng chú Hoài á. Ồ, đây vô nữa nè. Vô, nghe ổ rồi. Ồ, vô nữa. Rồi để chúng ta tắt bóng. Quá vậy mọi người. Cái này gần 1 mét non non nha.
Cái tài cho nó nha. Mắt con dây kia đi. Thổi vô thôi. Rồi, nó bay xuống luôn. Âm thầm mà trời. Cho dễ. Con cá dưới còn sống không à? Không cá rồi. Đang coi ở dưới kia coi chắc chưa. Còn cái mối nữa đi. Cái kia chắc rồi. Không có gì. Được rồi nha. Quá trời bự luôn. Ôi nãy chạy có dở lên vậy xung quanh á. Dở. Dở chứ bảy dở chứ phải giống quà à, thằng à, đậu đậu nó mở con dây nó kẹp. Kẹp con dây vô cái đùi. Không. Sao mà lần đó vô. Ủa chạy là coi đứt cái dây luôn. Vô rồi, nghe ổ rồi. Đây con đây nè, chuẩn bị lên nữa. Oh wow. Đây chắc sao? Bắt luôn đây hả? Dạ, cho nghĩ đủ xe mà. Bắt luôn ha. Vô. Giờ kia đó. Ok. Ok. Ai da. Ai da. Ủa, cái dây nó bén được chứ. Hả? Dây bén. Yeah, I got those. Hả? Lấy cái giờ cái con. Con cá gì lại vậy chứ? Hả? Cá gì lại vậy? Cái mồi kìa. Mồi tôi nói cái mồi kìa. Cháu coi chừng bắt cá lộn nha. Ok. À, vừa thôi mình ăn cá này thôi, ai ăn cái gì ăn đi, mang tay mở cho gì tư ơi. Ừ. À, mình chưa ăn cá này thôi nè. Cái nào? Ô cây mú vô người chủng ơi. Dạ. Ồ, nãy nó được rồi. Tao bảo đảm luôn, chua luôn. Đậu anh đã cho bộ rượu bên nguyên một dĩa nho mà. Đây nè, có đây nè. Cá kho canh chua. Tài đủ đấy nha, người tài đủ đấy. Đây, này mình nấu đây. Có gì kiếm ảnh nha. Cá bụng nhiều hơn cá. Tại vì ấy, mày bỏ cá cho nó lạc ra nữa, cái đưa cá nó ngọt ra. Là muối. Đây, xếp đây. Bỏ cá lên nó ngọt ra nữa. Muối. Xếp đây. Xếp. Xếp hàng. Rồi. Vô, vô. Lo lo lo. Rồi. Rồi bỏ cá vô rồi. Bỏ cá vô á. Nước lớn à. Nước lớn à. Để đổ đổ cái chài. Cái tàu bên kia đâu ai câu. Câu dính được không trai? Có câu không? Có câu đâu mà dính. Ở chỗ này mình chỗ mình bắt hà, bắt hà không à? Tàu bên đây rồi. Nghe mé này nè. Ủa, vòng vòng đây nè. Nó rộng hơn mà trắng hơn. Ờ. Chạy nhiều tàu. Vô mắt con phải không? Nhìn lộn ra thì sao? Này xến này. Này nước gồng mình ra Bắc Hào có đó đó. Tại nước lớn rồi. Ôi, ăn thôi. Ba con cá. Bây giờ nó ăn cái gì nữa ba. Ba cái khu này ba con cua nữa. Nguyên nào con chua. Rồi giục cá vô luôn đi. Giục cá vô luôn. Giục cá lên. Rồi để nó giả hoài mà đâu làm gì sao bỏ vỏ lên quay đi quay đi quay đi để đi để cho nó sôi đây uống rượu đi ha uống rượu ha uống rượu này uống rượu ha cá nó ăn được sai mà bắt mới bắt over over sai đàng hoàng quay lên trời tự không
Hennessy. Trên tàu mình có bây giờ lấy gì đâu mà đổi mà. Mình ơi mình rót ra chén mình uống được rồi. Cái nắp này được rồi nè, nắp nước nè. Đổ ra cái chén này này, hai cái chén to kìa xong rồi chiên nhau uống. Ngon rồi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Cho cơm. Phải để nó sôi rồi cái đồ. Rồi, dính cá đây. Anh đưa cho cái vung để đậy lại cho nó. Cái nắp xịt. Thôi. Ủa đấy, cái gì? Hào. Hào. Em, dính đi. Rồi. Dính hào, câu cá mà dính hào. Ờ, bên đây bắt đầu sắp sôi nè. Cái bên đây nó mở lửa. Thank you. Giờ cho xôi lên thì hắn cho ra. Hai nồi luôn à. Con gái. Hôm nay con hoài dính được 3 con luôn. Bốn con luôn. Mấy con nhỏ hả? Ba nồi là vậy là năm mẹ mì. Bánh thú đang trồng. Chỉ đợi nghe cái tiếng kèng keng một phát là ra. Đó đậu. Kèng keng là tao chiên mà sạch luôn đó. Mà đang đi trị nạn mà người ta bắt. Đúng rồi. Nghe bu cái là vô rồi. Mà thực sự là mình đang rất là đói. Đầy đủ luôn. Đầy đủ. Đủ gạo chứ. Bỏ này vô thơm dữ. Cuối. Làm gì vậy anh Sai? Bỏ vô. Cái này sắp kẹo. Vừa có gạo bỏ vô kinh chua nè. Dở. Không cắt dây này chút nữa xong xôi bỏ gạo vô hổ. Dục nó vô cú. Chơi đang thất tình làm gì mà đứng ngồi đó buồn buồn vậy? Có xài sống không? Chưa đánh chưa nấu cho tù ăn mà. Nó đại tiếng ngày xưa đánh chưa nấu cho tù ăn. Bây giờ đánh chưa nấu cho tù ăn. Bây giờ nấu cho tị nạn thuyền nhân là nào nấu cho nguyên cái đảo ăn mà nó gì được. Là cái đảo đi qua đây hết á. Cả nhà tù nhân ăn mà. Đảo mới đảo đấy là nhà mình nấu cho anh ấy nấu cho nguyên một đảo ăn. Có kéo gì ấy thôi. Đảo này có ai đâu, chỉ có nhà mình. Có rồi, nó cũng có cái đảo kia mà. Dạ, cái này tiếng Anh. Tiếng Anh. Không có lần. Sai nấu nguyên một đàn ăn luôn. Nhiều người giàu lắm. Anh Sai. Vậy. Anh nấu nguyên cho một đàn ăn luôn hả? Hả?
nấu mình cũng ăn cái đàn gì. Ăn chứ đừng có đàn nào hết trơn. Mình không khó đâu, đàn nào mà thấy cho thường thường cái đáng lẽ cái người ta bỏ thôi nhưng mà ảnh chơi luôn nè. À, cái này mùi, là cô nấu cái xé hành ăn vậy đúng không? Cái xé hành của người Tàu người ta hay ăn lắm. Nấu ăn đâu ạ? Đúng rồi, tại vì là nó có cái chất kiểu tốt của nó là nó mát hay là nó gì? Ôi, cái này hơi chậm hơn nhiều. Năm mình quá ghen à? Đúng rồi, năm mình người Tàu lần này người ta giữ. Nói chung ra đồ nó vô nó có mùi thôi, cái nào cũng có thú. Không phải đâu, tại vì là cái đấy là nó là phần dễ. Ra đồ theo phát ra không có ai. Sao đây bây giờ này? Không, sao bẹt hỏi rồi, nó còn hỏi nữa. Dạ. Cái đó mới mà. Ủa đi coi chút luôn. Vào cho em xin nghe bên. Nhìn lâu lắm. Ừ. Về em, hồi tôi xuống. Hồi xuống tới bến tàu là được hết rồi. Rồi. Biết bản kia, kia mua gì ăn mà nghĩ quên lấy quay qua. Mama. Mama mình thấy à. Thấy đây. Mama. Nếu mà muốn mua này lợi hơn Long mua nha. Vô ông đàn giới thiệu cho Hành Long quá vậy. Cái này là chi bán nhiều lắm nha. 14 đồng 15 đồng. Dạ đẹp đẹp đó. Rồi này không được. Nó sôi đó, để nó sôi đấy. Sôi bỏ ra vậy chưa sao chưa thấy màu vậy? Chưa. Đi bỏ cho luôn hả? Đúng rồi để nó sôi đó. Bỏ bảy sao? Bỏ rau cải gì không hả? Những cái mì trước rồi bỏ. Đúng. Hả? Bỏ cho đủ rồi, đúng rồi. Nó cái mùi gì đó, nó mặn luôn. Bỏ mì thôi mà. Mày chở lại đi. Lại cắt ra đàng hoàng chứ. Xe thể chứ. Kéo này. Vô đây, vô. Cút vô đây vô. Đẩy lại hồi nó ấy không bút bút ra đó. Anh ơi. Đấy. Đúng rồi. Em lấy cơm cho mấy đứa trẻ con chứ. Hey, you guys want the rice hay là noodle? Đúng đó. Ok. Ngoài ngoài hai thằng kia nó muốn ăn rau này đi đồ. Lấy mắm đi. Nu đồ thì lấy ở đâu? Hả? Hai thằng kia muốn ăn cơm hay là chấm cái gì? Mì luôn đấy à? Mày còn nó có kho ăn cơm. Anh em có thằng mắm nha. Mắm này. Mắm này. Mắm này. Tiến nào. Anh gì mà cái gì? Không chưa? Thấy để dụ lấy cơm đi dần dần gan rồi hả? Bây giờ là đi câu là nhẹ nhõm rồi đó. Đừng con đem về đó. Cho em xin con nhì cho trẻ con nha. Dạ, bà. Chưa đâu. Chưa đâu. Đại, đây có đủ mắm đi chân rồi. Đại. Em biết rồi, anh biết rồi. Đá ngồi. Không. Xong. Chơi mì luôn hả? Có ăn cái cơm chấm không? Cơm chấm thì bỏ tiền. Cơm chấm luôn à, mới chất lượng ấy. Bỏ tiền vào chấm chưa? Ăn cũng ngon mà. Không, xin có cái keo thơm dơm của nó đó. À. Lấy không? Hả? Không, nó đem về. Nhiều ơi. Cá cũ à? Nó để màu vô nó đẹp ha. Bỏ vô xin lắm. Hả? Bỏ vô. Anh nhìn những này xin đó. Những này xin. Đủ. Hai bó đúng rồi. Cung cấp, hai bó. Nắp vào ra. Bỏ mòn vô là cái này anh nhìn xin đó. Cái này cho nó đi. Lấy cái này nha. Cá kho nhìn quá đã luôn. Sexy không? Yeah. Anh em lại không? Anh em lại không? Lấy sen. Lấy sen lên chơi đen lấy ăn nha. Chín rồi. Chín hết rồi. Chín hết rồi.
vô 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 không đấy bút bút là cái mới nè. Chơi bằng gì đó lông bia rồi lông bia bằng giá đó giống giống kiểu bút rồi cho tù nhân không tắt cái gì nó sắp cạn kìa rồi tắt rồi tắt rồi đi đi không lấy ăn nè lấy xi măng ăn đi bộ ăn đi không ăn nhiều quá nghe đầu bếp nè thấy tướng là biết là bếp rồi đó nhẹ nó bụng á rồi nước mắm nè bà con. Con ngoài á. Ăn chén ăn cơm đi bà ơi. Dạ vô chưng đi, chưng đi. Đã, ăn. Chén đây. Lấy cái lon gà múc vô. Nãy mà đi cua luôn. Ê Sơn. Uống rượu đi. Vô khui ngủ đi. Bây giờ chơi giống phim tàu nha. Chén luôn. Làm miếng cơm đi. Đây. Xin cái bát này. Đây. Chia. Mai lấy đây. Cho miếng cơm, cho miếng cơm. Ồ, đã quá. Ê. Đủ. 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 Uống luôn hả? Chơi à, uống này giống phim tàu á, uống bằng chén à. Cái này sao? Ủa, cái gì vậy chúng ta không? Uống nữa chứ. Lấy chén múc mì coi. Sao mới uống à? Cái này của Exo nha, cái này Hennessy chứ không phải nước mắm đâu nha. Nước mắm đâu nha. Vâng, đại đúng không? Làm cá không? Hút miếng á, uống miếng. Quá. Dạ. Có cần quay miếng chưa? Không. Vâng. Cái này gì em? Hennessy. Chị. Làm cá. Quay lòng cái đủ rồi. Ăn cơm không? Ăn đứt cái không ha? Ừ, qua luôn ha. Đây. Ủa? Chưa? Yeah. Uống rồi, mình uống rồi. Mời không nha? Anh mới uống rồi. Quen em làm cái không quen? Uống như bận đi. Uống rồi, nãy uống rồi. Đúng không? Uống đi, làm hết đi, nhẹ nhẹ đi. Làm hết đi. Ngại rồi, có lâu không được. Hấp hấp rồi uống liền không? Vậy lại cửa dưới luôn. Quay một lần. Con đứa nào mới? Ăn chưa? Đó. Nhiều mà. Lên lên. Dê hay đã? Ngon. Ba ba chi. Ba ba chi. Hả?
cá đâu mắc tiêu hết trơn rồi. Còn mì với rau mì kho nát tờ đó, cá kho. Vui nhờ. Quá rõ luôn, nó đùa 20 người giờ đúng luôn. Nãy nó hút cho mấy nhóc rồi. Hút cho sao ăn với. Đồ ngon mà, ngon. Đồ ngon gì ăn đi. Sáng kia lúc ở lại con người sống hơi lạ. Do hả? Do chứ anh, do vậy. Do với ớt, muối. Tiêu nữa. Lưu rồi. Đâu ship á, ship. Đậu tiền mà cái không tiền em. Không, ký rồi. Nó quay bờ tiền mà bờ nó ký rồi. Cái này ship nè, cái này phụ nè. Hết luôn nè, nấu ngon rồi. Cái này ship ăn bà cụ. Nấu quá ngon rồi, hết luôn. Cái này ship ăn, cái này ăn nhiều nhất. Nếu mà cần đi cái biển nó nấu giống vậy à. Mới đủ rồi. Bỏ luôn bỏ. Đi bỏ luôn ha. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ lại đem. Nồi để lại luôn. Bỏ em đi. Cầm 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 cái đồ kia bỏ 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 anh bỏ cái đồ gom lại bỏ bỏ luôn đi, cầm cái đồ luôn, cầm đồ bỏ. Đổ đổ đây đó. Quá dính đây, dính lấy để. Dạ kéo mạnh lên. Kéo lùi lại. Đi lại đây nè, đi. Đi cho nó đứt luôn. Dạ, đi mạnh lên cho nó đứt. Ôi, dính cá nữa. Nhỏ, bỏ. Một khót, cho muống à. Bỏ nha. Nhỏ, nhỏ, bỏ. Nhỏ. Chỗ này có cá rồi đó. Có tiền không? Quay. Quay kết. Nhà về đây ở là quá đã. Xong một ngày.